Thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025. Ông Phạm Giang Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành quỹ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành quỹ, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân thành phố và ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành quỹ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân và các thành viên Hội đồng thi đua thành phố cùng đến tham dự. Khai mạc hội nghị, ông Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố Cần Thơ đã ôn lại truyền thống 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và phát động phong trào thi đua ái quốc trên cả nước, thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ về thi đua ái quốc và các phong trào thi đua do Trung ương phát động, Thành phố Cần Thơ cụ thể hóa triển khai sâu rộng, hiệu quả, nhất là các phong trào thi đua của cả nước giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thành phố đã triển khai phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo toàn địa bàn xuống còn 0,52%. Phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Phong trào thi đua đặc biệt, cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 và các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh. Hội nghị cũng phát động phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 14 của thành phố. Tiến tới thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, 1 tháng 1 năm 2004, 1 tháng 1 năm 2024.